Thì em xin chào thầy Thắng, chị Minh và các bạn. Em tên là Lê Bố Trung, sinh viên thực tập năm cuối trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang thực tập tại bộ phận đó là online marketing của trung tâm. Thì sau thời gian đó là khoảng 3 buổi thực tập tại trung tâm, thì em học được rất là nhiều điều, và hai điều em tâm đắc nhất khi học chương trình online marketing tại Athena. Thứ nhất đó là việc gửi mail online marketing. Cái việc gửi mail này là vừa tiếp xúc được với nhiều khách hàng, và đồng thời nó là chi phí nó rất là thấp, hầu như là không có tốn phí. Và cái thứ hai nữa đó là việc thầy Thắng giao cho em với bạn Hoàng làm cái clip về hướng dẫn workshop, thì tụi em làm thấy là rất là hứng thú và thú vị. Và cuối cùng đó là em rất là cảm ơn đó là thầy Thắng, chị Minh và đặc biệt là chị Ngân đã là người trực tiếp hướng dẫn em đó là thực hiện cái công việc hàng ngày, đó là việc post bài trên các trang online Facebook, Yahoo hoặc là các website forum. Thì là những cái công việc đó tuy nhỏ nhưng mà giúp em rất là nhiều trong việc hiểu hơn về cái công việc thực tế so với cái việc những việc học ở trường. Cuối cùng đó là năm mới, là chúc các bạn ở trung tâm đó là có một năm mới an khang thịnh vượng. Rất ơn.